Con quê ở Thanh Hóa à? Dạ không, con ở Hà Tây chứ. Hà Tây à? Hà Nội 2 rồi. Dạ. À, thế à? Thế bây giờ đang ở đâu? Dạ, con đang ở nhà. Không Hà Tây à? Con ở Bình Phước ạ. À? À, Bình Phước nhưng à? Con, dạ. Ồ, thế là sinh ngày 23 tháng 3 năm 76. Dạ, dương lịch ạ. Tờ sinh giờ Thìn, 8 giờ sáng. Dạ. Bành Cừ Môn, có làm cô giáo không? Dạ, em cô giáo ạ. Ô, chuẩn luôn ha. Dạ. Ô, thế thầy ơi. Ơi. Thì không gọi con đi sinh rồi chứ sao lại gọi con đưa lại cũng tiền thầy. Không sao, thầy thiếu gì tiền. Không, thầy gọi con đi sinh rồi thầy. Không, bởi đấy em gọi lại thầy, nhưng mà em sợ. Con sợ con gọi thầy rồi con công lại, con lại gọi con lại hết tiền nữa thì nó cũng mệt rồi gọi con đi sinh rồi thầy. Thôi, không sao đâu, tiền tiền ăn chơi thì không có, nhưng tiền điện thoại thầy đây. Dạ, dạ. Nha. Thầy cũng ngại cho thầy, dạ. Cô này là cô giáo là chuẩn rồi. Dạ. Đúng số rồi. Là cô, dạ. Cô giáo này còn giỏi nữa cơ, bởi vì thiên khôi, thiên quý, tài mệnh. Hóa, là còn biết làm, là có hóa quyền, hóa lộc, chiếu mệnh. Dạ. Ờ, như cô này có cả khả năng buôn bán nữa. Có gì là không? Khả năng buôn bán, kinh doanh. À, dạ, vâng. Dạ. Buôn sau này còn giỏi hơn kinh doanh, còn dạy giáo, cô giáo ấy chứ. Con là cô giáo. Ừ. Đấy, nhưng mà con cũng đang tính mua bán đất được không thầy? Đang tính mua bán đất à? Cung điền trạch của con được đấy. Ui, tốt luôn. Với con có mã khóc khách đóng ở đấy, gặp thất sát. Buôn sắc lắm. Buôn bán được ạ? À? Buôn được. Dạ. Dạ. Buôn tốt. Dạ, con đi đây lại tiếp ạ. À? Dạ. Cung mệnh có sao cự môn này là ăn nói khôn khéo lắm. Con có cả lộc, dạ. Tồn cả hóa lộc rồi có tà phù hữu bật. Ôi dạ, ai dạ, ai dạ, chồng thế nào? Dạ, ông sẽ hả? Ờ. Ông sẽ em cũng... Thì thầy nói đi, cũng bình thường với thầy. Bình thường, sao thái âm nằm ở đây là có đào hoa hữu bật tà hữu nữa là cũng nguy hiểm đấy nhá. À dạ. Đấy, nên là... Cẩn thận đó. Dạ, có gì không thầy? Vì sao thái âm là sao mà chồng sẽ nữ tính? Dạ. Dịu dàng. Ông có làm, dạ, nghề gì? Có làm giáo viên không? Dạ, ông sẽ âm thì con thì nói chung là ở nhà thôi chứ cũng không có làm giáo viên. Nhưng mà nói chung là cũng làm ở trong cùng trường với con. Nhưng mà làm nhân viên thôi. Ờ. À, đúng, dạ, rồi. Tại vì sao thái âm nó không dành cho nam giới mà nó dành cho phụ nữ? Dạ. Nên là chồng con có sao thấy âm nên là con mạnh như chồng yếu. Dạ. Sau này con của con giàu lắm. Dạ. Chồng tử phủ vũ tướng. Con đi cũng xem của thầy rồi đó thầy. À thế à? Chồng, dạ. Chồng... Con gái của con á, cũng coi của thầy á, cháu đang học luật á. À thế à? Dạ, trước cũng xem thầy một lá số rồi đó. À hả? Dạ. Xem thầy một lá số rồi bây giờ bảo về xem cho mẹ đúng không? Dạ, có đăng ký xem cho chị mấy lần rồi đó mà thầy, tại vì thầy thấy là thầy bận quá. Thầy, dạ, bận, thầy bận quá, không xem được. Dạ. Ừ. Dạ. Con là có số sao họ hàng, sao phụ mẫu rồi, vì đóng tuần đóng phụ mẫu họ hàng này. Dạ. Rồi, gần vợ gần con, vợ con là, à, gần chồng gần con, chồng tốt, con tốt. Dạ. Ừ. Nhìn của con được phải không thầy? Lá số đẹp. Dạ. Cung điền trạch tốt lắm, cung điền trạch tốt. Dạ. Năm nay, dạ, là năm con 42 tuổi, sang năm con đổi vận rồi. À, dạ. Ừ. Từ sang năm trở, dạ, ra là vận cũng nhớ là có cả địa không, địa kiếp chiếu của cung tài bạch nên là năm tiền thì nhiều nhưng mà con hay bị mất cắp lắm, mất trộm lắm. À, dạ. Dạ, trước gần đây con cũng hay bị mất lắm này. Ừ. Hay mất xe, mất đồ, mất. Dạ. Vì con không có tròn sao mất trộm mất cắp nằm ở cung tài bạch. Dạ. Kiếm tiền giỏi phết, giàu lắm. Dạ. Ừ. Dạ. Con làm quản lý đây ạ. À thế à, thầy hiệu trưởng không? Dạ, hiệu trưởng ạ. Đúng rồi, chuẩn rồi, vì lá số này thái dương cư thìn cư tị cơ mà. Dạ. Tốt lắm. Vì có hóa quyền chiếu mệnh, hóa lộc chiếu mệnh mà. Dạ. Từ sang năm trở ra là phát về tiền bạc đấy nhá.
Nó phát không thầy? phát năm nay cũng phát này, năm nay Tử Vi Thiên Phủ này năm nay cũng phát tiền này, nhưng mà đại hao chiếu nên là chi tiêu hơi nhiều cho con tí thôi. Rồi năm nay cũng mua đất cát này, số con buôn đất gặp may lắm đấy. Con cũng đang có kinh doanh mua đất nên là con cũng sợ sợ, nên con muốn là hỏi thầy để nếu được thì con đầu tư thêm. Được. Đầu nếu tư mà thêm. Không được thì con thôi. Dạ. Đầu tư thêm đi. Dạ, đầu tư thêm ạ. Tốt đấy, tốt. Dạ. Chỗ tận ách thầy để cho coi cho con xem tận ách của con thế nào thầy. Cũng tận ách của con thì con sau này có bệnh về mắt. Bệnh gì ạ? Mắt. Hay bị đau mắt. Dạ. Gan sau này hơi kém một chút. Dạ. Gan mật kém. Dạ. Đường ruột kém một chút. Dạ. Thế thôi. Thế thôi hả thầy? Đúng rồi. Khi nào mà hay bị mỏi vai, khi nào mà con hay bị mỏi vai này, hay mơ có người, có nghĩa là có một cái vong nào đấy họ có nói chuyện với mình này, rồi khó ngủ vào buổi đêm này, gần sáng mới được ngủ này, đấy hay đau đầu thì bảo thầy. Dạ. Hiện tại thì những cái biểu hiện đấy con chưa thấy thầy ạ. Sau này cơ, chưa, bây giờ chưa có. Dạ. Con trong lá số này là đến năm 43 trở ra mới mắc, năm nay mới 42, từ sang năm trở ra mà mắc thì gọi thầy nhá. Dạ. Thầy ơi, bây giờ con muốn hỏi thầy là thầy xem sơ cho con trai con một tí xíu thôi. Tại vì hai cô con gái thì xem thầy rồi. Mà còn con trai thì tại vì cháu nó mới có lớp 7 á, mà còn chưa có coi. Thế à? Nên là thầy coi sơ cho thằng con trai của con tí. Con trai là... Dạ. Trai tên là gì? Cháu Phí Mạnh Long ạ. Phí Mạnh Long. Dạ. Rồi, sinh ngày dù... à, sinh ngày 21 tháng 1 năm 2004 ạ. Mấy giờ? Cháu sinh lúc buổi tối 12 giờ 31 phút đêm á thầy. 12 giờ 31 có nghĩa là 0 giờ 31 hả? Dạ. Thế là cái ngày 21 này tính là ngày hôm sau rồi đúng không? Dạ. Ngày 21 tháng 1 năm 2004. 21 tháng 1 2004 là ngày 30 tháng 12. Dạ đúng rồi ạ. U sinh vào đêm giao thừa. Không, buổi đó là mình giao thừa chứ. Dạ. Đêm mai 9 là thầy ạ. Đêm 30 chứ. Đêm mai 9 vậy là ở thầy sinh là ngày 21 tháng 1 năm 2004 đấy thầy ạ. Dạ. 21 tháng 1 thì là giờ này nó là đêm 30 chứ nhở? À ừ đúng rồi, đêm 29, đúng rồi, chính xác. 29 ạ. Đúng rồi. Ồ. Bạn này lá số của bạn này cung mệnh vô chính diệu gặp triệt không này. Bạn này cũng là người rất giỏi luôn, cung thiên di cũng vũ khúc tham lang, sau này giỏi giang lắm. Cung quan lộc có sao thiên phủ, sau này là giàu có và làm về tài chính. Dạ. Hiện cung... tại thì thấy cháu học rất là giỏi, nhưng mà con yêu là con thấy hình như ở với cháu phu thê của cháu có được không thầy? Cô phu thê sau này hai lần vợ. Đó. Bởi vì hữu bật còn là la không kiếp chiếu, phục binh chiếu. Dạ, hai lần. Ừ. Dạ. Hai chồng hai vợ nhá. Dạ. Với nữa là cung phúc đức dạ. Là liêm phá hãm này, nghĩa là âm phần họ phi này, họ phí này là hơi kém. Dạ. Vâng. Sau này liệu cái đường công danh của cháu ấy, thì có được không? Nếu làm về ngành công an quân đội thì phát. Dạ, công an quân đội. Dạ. Còn nếu mà hoặc là thì tốt, còn không là cái tròm liêm phá hãm nằm cung phúc đức này nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự không may mắn của bạn ấy. Dạ. Ừ. Dạ. Vâng. Nhưng nói chung lá số rất đẹp. Nhưng mà dạ, con lại nhìn sơ sơ thì con thấy nó cũng là lo. Muốn hỏi thầy một chút, tại vì thầy thì xem thầy sẽ nói nó sẽ đúng. Dạ. Lo hai đời vợ là cái chắc rồi. Đúng rồi, hai đời vợ. Dạ. Tại vì cháu thì giờ hiện giờ thấy cháu nó học giỏi, nó học sinh giỏi tỉnh của trường đó. Nhưng mà cũng thiên di của nó sáng thế dạ. Này cơ mà. Dạ.
Nhưng mà mai mốt về cái chỗ mà về cái quan lọc của cháu thì có quan lọc không? Có quan lọc nó đẹp, quan lọc có sau Thiên Phủ thì sau này nó làm về quản lý tài chính tốt. Còn cái chỗ mà cái mệnh có được không thầy? Mệnh này cũng được. Mệnh này làm minh nghiệp thì phù hợp. Mệnh này làm công an quân đội thì phù hợp. Công an quân đội. Còn chỗ này mệnh được không thầy ạ? Thầy mệnh quá tốt. Thầy mày có thiên tướng gặp hỏa tinh gặp tuần ở đấy lại ngon. À dạ. Sau hộ đóng đấy là chôn được nhiều tiền, giàu có. Dạ. Thấy bảo con cháu nó có cái sao thì khóc với con nào phải không thầy? Thiên... Nó tốt lắm đây. Sao gì? Là thiên khóc á, thầy nhớ sao thiên khóc ở chỗ phụ thê được không thầy? Ừ, sao thiên khóc là sao nước mắt. Dạ. Chung là bạn này sau này rất vất vả vì vợ. À, rất vất vả vì vợ, dạ. Rồi, thầy sẽ gửi băng ghi âm này cho anh nha. Thầy ơi, đằng đây con mới hẳn 41, lúc nãy thầy xem cho con, thầy bảo đến thằng 43 đi, thằng năm con 42 mà thầy. Năm nay của con là con sinh năm 76 nhá. Dạ. Đúng không? Thì dạ. Sang năm con 42. Dạ. Thì lúc nãy thầy thầy nói là năm 43 tuổi thì con mới tiền nhiều, cho nên là năm nay con mới đang 41. Đúng rồi, sang năm con mới nhiều tiền, sang năm đại phát rồi. Sang năm 42 là đại phát hả thầy? Đúng rồi, đại phát. Dạ. Dạ. Ngon dạ, luôn. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng vâng. Dạ, con cảm ơn thầy nhá. Có gì thầy... Dạ, thầy có cho con, thầy ghi âm cho con, cho ba con cha tăng nhá thầy nhá. Rồi, thầy gửi cho nhá. Dạ, dạ. Dạ, vâng, con chào thầy. Ừ, xin chào. Dạ. Thank you.